Chào các bạn, hôm nay shop Chợ Lớn Sài Gòn giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đạp trợ lực điện gấp bánh to đến từ thương hiệu NW, đến từ Mỹ ha. Với cái tên gọi của chiếc xe này là N-Zero ha. Thì đây là một mẫu xe trợ lực điện gấp ha. Nhìn cực kỳ là mạnh mẽ ha, hầm hố và nhìn rất là xịn sò luôn ha các bạn. Thì nó được phủ một cái lớp sơn nhám màu đen, nhìn cực kỳ cá tính ha. Thì mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem cái mẫu xe N-Zero này ha, với phiên bản trợ lực điện gấp bánh cực bự luôn ha. Thì cái nhìn đầu tiên ha, các bạn thấy cái xe này nhìn cực kỳ khỏe khoắn ha, nhìn rất là mạnh mẽ ha, rất là thích hợp dành cho các bạn nam nè và nữ luôn. Nhìn nó rất là khỏe khoắn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết cho các bạn xem cái chiếc xe trợ lực điện gấp đến từ thương hiệu NW này á, nó có những cái điểm gì hay ha và nổi bật ha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Thì bây giờ là mình sẽ zoom cho các bạn xem, đầu tiên là về cái khung sườn nha. Thì các bạn thấy đầu tiên bạn nhìn vô ha, cái khung sườn của chiếc xe này nó làm rất là bự ha. Đó, nó cỡ như cái bàn tay của mình luôn á. Thì với cái công nghệ hiện đại của cái thương hiệu này á, thì họ làm nhìn rất là sắc sảo ha, từ các mối hàng. Và mình đánh giá cao nó là cái lớp sơn này cực kỳ đà đẹp ha, chống chày rất là tốt. Với cái thương hiệu NW này nè, nó dập chìm vô đây luôn. Nè các bạn có thể thấy là cái tên của nó ha, nó dập chìm vô đây luôn để không có bị bong chóc ha. Thì kiểu giống như là họ độc quyền cái thương hiệu này ha. Cái mã của chiếc xe này là N-Zero ha. Thì các bạn có thể thấy ha, cái khối pin lithium á, nó nằm gọn trong cái khung sườn này ha, nhìn cực kỳ là to luôn. Cái chiếc xe này á, nó sở hữu cái khối pin lithium 48V mà tới 16Ah luôn. Nên các bạn có thể thấy là nguyên cái khối này nó rất là to ha. Thì chút nữa mình sẽ lấy cục pin ra cho các bạn xem sau. Thì bây giờ mình lên cái đầu cái khúc trên đi. Thì chiếc xe này là nó là dòng xe bánh bự ha. Thì các bạn có thể thấy thì nó giống như các mẫu khác, mẫu 20 inch mà bên mình hay nhập á, là nó bự bằng bàn tay mình nè. Bánh thì 20 inch, bề ngang thì là 4 inch, vẫn sở hữu là cái cặp bánh mâm kim loại cực kỳ chắc chắn ha, với nhiều chấu ha, nó cho chúng ta cực kỳ đẹp. Và tiếp đến là mình thấy là cái gắp trước của nó là khá là bự ha. Đây các bạn có thể thấy nè, khá là to luôn ha. Thì nó mới chịu lực rất là tốt cho các bạn đi trên cung đường ha. Và tiếp đến thì nó có luôn cả cái số khung nè, nó nằm ngay đây nè, để cho các bạn phân biệt được là hàng chính hãng ha. Và đây là cái logo của thương hiệu NW để cho các bạn tránh nhầm lẫn ha. Thì họ đều dập chìm vào đây luôn. Đây ha các bạn. Và tiếp đến là chiếc xe nó có luôn cả là khóa mở ha, khóa lóc và mở ha, để cho chúng ta đi được những cung đường tùy chỉnh ha. Ghi đông gấp trước cực kỳ to ha, bánh bự ha. Rồi tiếp đến thì nó tới cái phần tay lái. Thì cái chiếc xe này á, là nó là xe gấp, thì nó có nhiều cái gấp lắm. Thì đầu tiên là các bạn có thể thấy nè, nó có một cái chốt ngay đây, dùng cho các bạn có thể là tăng chiều cao hoặc là giảm chiều cao, tùy theo cái người ngồi á, có thể tùy chỉnh ha. Thì mình để đây cố định đi thôi. Và tiếp đến thì nó có một cái chốt nữa. Cái chốt này là các bạn dùng để các bạn có thể là đưa cái tay lái xuống. Đầu tiên là các bạn đưa cái chốt này, các bạn đẩy xuống thôi ha, để đưa tay lái xuống và chốt lại thôi. Rồi tiếp đến là mình thấy nó trang bị cho chúng ta là một cái ghi đông. Thì chiếc ghi đông này thì nó làm theo cái kiểu là của dòng xe đạp thể thao ha, mà đặc biệt là được bọc da luôn nha các bạn ha, tay nắm được bọc da luôn ha, nhìn rất là thời trang ha. Đây các bạn có thể thấy là những cái đường chỉ may của hãng nhìn rất là đẹp ha. Thì xe được trang bị các tính năng đầy đủ, như là có phanh dĩa dầu luôn nha các bạn. Thì cái phanh dĩa này thì nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta khi mà sử dụng. Tiếp đến là qua kế bên là nó có nguyên một dàn nút điều khiển. Thì nó có bao gồm mà 5 nút luôn. Thì chút nữa mình sẽ ấn từng nút cho các bạn xem coi là nó có công dụng gì ha. Kế bên là tay vít ga. Thì cái tay vít ga này á, nó nằm bên tay trái á, là nó có lý do. Tại vì dòng xe thương hiệu NW này á, là nó nhập khẩu qua thị trường châu Âu. Thì châu Âu họ đi ngược với lại mình không mà, nên nó sẽ sử dụng ở đây. Nhưng mà các bạn đi thời gian là các bạn quen à. Tiếp đến là nút còi ha. Xe này thì nó trang bị cho chúng ta là một cái màn hình LCD màu.
có thể là xem được các thông số của chiếc xe. Chút mình khởi động sau cho các bạn xem. Nó được trang bị cho chúng ta là bộ truyền động đến từ Shimano ha. Cái xe này thì nó chỉ có líp sau thôi và một đĩa lớn, không có nhiều đĩa ha. Nó dùng cho các bạn là dùng để chuyên về đạp á. Với 8 líp ha, đến từ thương hiệu Shimano Alut ha. Đây mình quay lên cho các bạn xem. Bộ truyền động Shimano Alut ha. Có luôn cả cái cản chống gãy của cái này luôn ha, 8 líp cho các bạn có thể là đạp cơ một cách thoải mái ha. Rồi mình quay đằng sau cho cái bánh sau cho các bạn xem luôn. Thì cái trái tim động cơ của cái chiếc xe này á, nó nằm ngay đây. Nó được sở hữu tới động cơ cực mạnh 750W luôn nha các bạn ha. Để mình xoay lên cho các bạn xem. Đây 750W ha. Thì nó sẽ giúp cho cái chiếc xe này á, là có sở hữu cái sức mạnh tốt, dùng để chinh phục mọi cung đường ha. Động cơ đời mới không chổi than 750W. Và tiếp đến á, thì cái chiếc xe này á, thì hãng nó trang bị cho chúng ta sẵn luôn là cái ba ga siêu to, dùng cho các bạn có thể là chở người đi đôi được nè. Và dùng để chở đồ luôn ha, cực kỳ chắc chắn ha các bạn. Thì các bạn có thể thấy nè, họ tránh làm hàng giả đó. Các bạn có thể thấy cái chữ NQ không? Nó nằm, nó dập chìm ở đây luôn. Thì để cho mình phân biệt được á, là đây là xe cái này của chính hãng luôn nha. Thì cái túi da này á, là một cái túi phụ kiện, là bên shop mình update thêm cho các bạn nào có nhu cầu á, là để dùng để đựng đồ á, thêm á, thì để gắn vào thêm cho nó đẹp thêm chiếc xe ha. Thì cái này là hàng phụ kiện gắn thêm chứ không phải là hàng theo xe nhé. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ shop mình để có thể gắn thêm cái bộ túi này lên, nhìn cho cái xe nó đẹp hơn và nó tiện lợi hơn khi đi phố ha. Rồi tiếp đến thì mình tới cái phần giữa nha. Thì cái xe này thì nó được trang bị một cái đĩa lớn thôi, thì giúp cho các bạn là dùng để chuyên để dùng để đạp ha. Thì chiếc xe này nó là xe đạp trợ lực điện, thì nó làm một đĩa như vậy thì nó chuyên về dòng trợ lực điện ha. Đĩa rất là to, đạp rất là êm ha. Thì cái chiếc xe này nó được sở hữu một cái chống sốc trợ lực ở giữa ha. Thì giúp cho chiếc xe này khi mà đi trên đường á, thì nó sẽ êm ái hơn mà khi chúng ta đi ha. Đó thì tổng thể của nó là vậy. Thì mình còn một điểm nữa, cái bidan này là gấp được luôn nha. Đó, xe gấp thì cái gì cũng gấp được hết á. Đó, xe này là nó gấp được hết luôn ha. Rồi bây giờ thì tổng thể mình đã giới thiệu cho các bạn đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ là các anh em còn đang thắc mắc là với một cái khối pin to như vậy nè, động cơ mạnh như vậy nè, đi cái xe này nó mạnh không? Mình khởi động lên cho các bạn xem. Và bây giờ là mình sẽ khởi động lên cho các bạn xem cái đồng hồ của cái này, cho các bạn xem thông số của nó ha. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là nó có 5 nút. Thì có cái nút tròn này, các bạn đè vào đây vài giây thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình thông số của nó. Thì nó giới thiệu là cái logo đầu tiên ha. Thì nó vô cái phần này thì nó sẽ vô được cái phần chính của nó, để bao gồm nó có tốc độ nè, nó có quãng đường đi nè. Thì mình sẽ ấn qua cho các bạn xem ha. Thì cái nút ở giữa này là giống như là cái nút mà mình ấn tùy chỉnh á, để có thể cho các bạn xem được là đi tốc độ được bao nhiêu nè, thêm km trên giờ nè, rồi đi quãng đường bao nhiêu nè. Đó, nhiều cái để hay lắm, các bạn có thể là ấn để các bạn xem thêm ha. Và tiếp đến thì nó có cho chúng ta là hai cái nút cộng trừ. Cộng trừ này ở đây thì giống như các dòng xe trợ lực điện khác, dùng để các bạn có thể là tùy chỉnh cấp độ tùy theo cái tốc độ mà các bạn sử dụng trên đường ha. Xe này nó được sở hữu 5 cấp độ số. Và tiếp đến thì đây là cái nút bật đèn pha. Rồi mình bật lên cho các bạn xem. Thì bật đèn pha thì nó rất là sáng ha, nó là led trắng ha. Thì xe mà nhập khẩu đi thị trường nước ngoài thì nó sử dụng led trắng không à. Thì các bạn có thể thấy ở dưới cái mức cấp độ số, các bạn có thể thấy một cái chữ là ESCO không? Xe này thì hãng nó trang bị cho chúng ta là được 3 chế độ lái, giống như là mấy cái dòng xe mô tô phân khối lớn á, là có thể tùy chỉnh được những cái dòng tua của cái motor nó ra. Thì hiện tại là xe nó đang nằm ở chế độ ESCO nè. Và bây giờ các bạn muốn chỉnh lên một cái tốc độ khác thì các bạn đè vào cái nút giống như chữ Y á, các bạn đè vài giây
thì nó sẽ hiển thị qua là cái mức này là cái mức normal, là cái mức trung bình. Ví dụ mà các bạn ấn thêm một lần nữa là các bạn qua cái nút sport. Cái nút sport này là cái nút giống như là cấp độ cao nhất của nó đó, dùng cho các bạn là đi với cấp độ cao nè, leo dốc, leo cầu hoặc là những cái đường nó dốc quá thì các bạn chỉnh qua cái chế độ lớn nhất ha. Thì có tùy chỉnh 3 chế độ cho các bạn sử dụng ha. Đó. Thì bây giờ mình để cái chế độ sport này luôn, mình vít bằng tay ga cho các bạn xem cái chiếc xe trợ lực điện gấp mà loại bự này nè, nó đi được vận tốc bao nhiêu ha. Rồi, mình xoay cho các bạn xem ha. Cái chiếc xe này thì mình thấy khi mà mình vít cái tay ga lên á, là cái điều đầu tiên là mình cảm nhận là nó ăn điện rất là nhanh, mà motor đi rất là êm ha. Đó, các bạn có thể thấy cái chiếc xe này nó đạt vận tốc là lên tới 50, gần 59 km/h, là cho là gần 60 luôn đi, là rất là mạnh luôn á. Khi mà các bạn mà dùng để đi phố hàng ngày á, thì cái chiếc xe này á, thì bạn nào mà mới làm quen với nó, các bạn đi ở cấp độ thấp thôi để làm quen với nó xong rồi trải nghiệm sâu ha. Rồi mình sẽ sử dụng cho các bạn về cái phanh coi nó có an toàn hay không ha. Đó, các bạn có thể thấy là cái phanh dầu của nó là hoạt động cực kỳ tốt ha. Thì các bạn có thể là thấy cái sức mạnh mà của cái chiếc xe N-Zero này nè, với cái khối motor công suất 750W mà nó mạnh cỡ nào ha, là giúp cho các bạn là đi phố là cực kỳ là thoải mái luôn ha, chinh phục mọi cung đường. Thì các bạn có thể thấy cái chiếc xe này nè, nó còn có những cái tem nè. Thì đây là những cái tem của nó là dùng cho các bạn để phân biệt được hàng giả ha. Thì hàng chính hãng thì nó sẽ đều luôn có mạc, có tag đầy đủ ha cho các bạn ha. Và có luôn cả cái khung sườn ha các bạn ha. Là nó để cho chúng ta biết là đây là hàng chính hãng ha. Và bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi và mình sẽ cho các bạn xem là cái chiếc xe này nó gấp gọn có nặng hay không. Thì cái chiếc xe này theo nhà sản xuất thì tổng trọng lượng của chiếc xe nha, thì nó tầm có khoảng tầm 28-30kg thôi, cũng không có thuộc dạng là nặng đâu. Chiếc xe này nhưng mà được bù lại, nó tải trọng cho chúng ta là maximum cực kỳ cao là tới 150kg lận, nên giúp cho chúng ta ngồi đôi thoải mái luôn. Để mình nhích thử cho các bạn xem nè, cũng không quá là nặng ha, cũng nhẹ nhàng. Rồi tiếp đến là bây giờ mình sẽ sử dụng cái tính năng là gấp của nó nha. Thì đầu tiên là các bạn có thể thấy là có cái chốt đây, các bạn ấn vào đây, ấn lên, các bạn đẩy ra, rồi các bạn đẩy qua thôi. Thao tác gấp là chỉ cần vài giây thôi là các bạn có thể gấp gọn cái chiếc xe này ha. Thì các bạn nữ á, nào mà khi mà muốn gấp cái xe mà kiểu như là không có thế á, các bạn nhớ đưa cái tay lái này xuống nha, để cho chúng ta có thế hơn. Đây, cái chiếc xe này là hoàn toàn là nó gấp gọn lại đó. Rất là thích hợp dành cho các bạn nào mà ở nhà chung cư có diện tích hẹp, có thể gấp gọn bỏ vào trong góc nhà. Hoặc là bạn nào hay di chuyển đi du lịch nhiều á, gấp nó lại bỏ vào xe hơi để đi du lịch luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ gấp lại cho các bạn ha. Mình sẽ gấp lại cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn ấn vô. Thứ hai là các bạn sẽ dùng một cái thế nào ha, cho dễ mình. Rồi cái bắt đầu đẩy nhẹ ra, cứ từ từ thôi, ấn vào. Một khi mà các bạn mà đã ấn cái chốt này lại rồi thì đảm bảo là không bao giờ mà người nào mà gỡ ra được hết. Vì cái công nghệ chốt này họ làm hàng rất là kỹ ha, không bao giờ bị bung ra ha. Thì tổng thể của chiếc xe này theo mình đánh giá đi, thì đây là một cái mẫu xe nhìn cực kỳ là mạnh mẽ và hầm hố ha, mà đặc biệt là đẹp nữa, rất là thích hợp cho các bạn dùng để đi phố hoặc là dành cho gia đình mình có thể là đi đôi ha. Với cái khối pin lithium siêu to nè, 48V 16Ah, có cả luôn cả motor cực kỳ mạnh luôn. Thì một cái mẫu xe này thường á, mà nó to như vậy thì nó đi được cái quãng đường bao nhiêu thì mình sẽ nói cho các bạn luôn. Thì thường một cái mẫu xe trợ lực điện mà dùng để đi ha, với cái khối pin mà 16Ah này, các bạn mà đi thuần về tay ga không nha, là các bạn có thể đi được tới 60-70 cây là chuyện bình thường.
Còn thứ hai là các bạn mà đi chợ lật điện với cái mẫu xe này ha, thì các bạn có thể đi được cả 100 cây số luôn. Thì là cực kỳ là tiện lợi cho các bạn dùng để đi công việc hàng ngày ha. Một mẫu xe cá tính mà đến từ thương hiệu của Mỹ nữa, với phiên bản là cao cấp nhất ha. Thì hiện tại là shop Chợ Lớn Sài Gòn bên mình á, là đã là đại lý chính thức của cái mẫu của thương hiệu NQ này tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên shop mình cung cấp cái thương hiệu NQ này nè, với nhiều series lắm, giống như là N0, NZX, rồi 20 mấy vân vân, rất là nhiều mẫu. Bạn nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp tại shop mình để xem thêm về các mẫu series này của nó, thì có thể là order và hàng có sẵn luôn, có tại shop nha. Và mua cực kỳ dễ dàng, bên shop mình giao hàng toàn quốc ha, với chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng ha. Để biết thêm chi tiết về cái mẫu thương hiệu NQ N0 này á, các bạn có thể là truy cập vào website chợlớnsaigon.vn để xem thêm về các thông số của chiếc xe này, hoặc các bạn có thể là gọi trực tiếp qua shop mình để nhân viên bên shop mình tư vấn thêm cho các bạn về thông tin chi tiết của cái dòng xe NQ này ha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review về những dòng xe sau. Nếu các bạn thấy video này hay á, các bạn nhớ ấn nút thích hoặc là ấn nút chia sẻ cho shop mình ha. Và nhấn qua cái nút chuông để luôn nhận được thông báo khi mà shop mình có những cái video mới á, thì các bạn có thể thấy được video của shop mình ha. Sẽ test cái động cơ điện của cái chiếc xe NQ N0 này ha. Thì để xem coi là cái tốc độ này á, mình chạy á, mình có thoải mái hơn khi mà sử dụng không. Thì bây giờ mình sẽ đi cấp độ 1 cho các bạn xem. Thì cái đầu tiên á, mà khi mà mình vít ga cái chiếc xe này lên á, thì cái hệ thống 750W này nó rất là nhạy nha. Đẩy một cái thôi là nó lên luôn. Thì xe này nó được trang bị tới là 5 cấp độ số lận. Thì sẽ giúp cho các bạn là có thể là tùy chỉnh cấp độ nào mà chúng ta sử dụng trên đường ha. Thì chiếc xe có tới 3 chế độ, từ thấp cho tới cao ha. Thì nó sẽ chinh phục mọi cung đường cho các bạn luôn. Thì cái chiếc xe này thì nó rất là thích hợp dành cho mọi người mà dùng để đi phố nha. Thì ngoài cái tính năng là đi tay ga nha, xe này là tính năng chính của nó là đi trợ lực nha các bạn. Thì các bạn có thể là dùng để các bạn dùng để đi trợ lực ha. Xe được trang bị hệ thống phanh dĩ dầu thì nó cực kỳ an toàn hơn cho chúng ta sử dụng ha.